Chào cả nhà nha. Cả nhà mình đến với Bình Cuộc Sống Lồng Bè nha cả nhà. Mình xin chúc cả nhà buổi sáng nhiều sức khỏe, làm việc thì suôn sẻ nha cả nhà. Hôm nay mình đi theo hai chồng em đi kéo đập nha cả nhà. Hôm nay đồng hành với mình có Thọ Long An xuống rồi nha. Bé Tiên nè cả nhà ơi. Rồi anh Long Nguyễn nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà hãy cùng theo chân mấy anh em mình kéo dọc thử coi hôm nay sẽ độ nhiều ít nha cả nhà. Này tạo nhiều cái em. Sao mấy cái? Sao mấy cái à? Rồi bắt đầu mình kéo mình cái đầu tiên kìa. Trời ơi con Sam, vô rồi vô rồi vô rồi. Tôm. Có tôm à. Đường Sam à. Ủa nó có tôm ta hả? Tôm bổng hả? Tục luôn không? Tôm rồi cá. Ủa con tục quá cả nhà. Họ nó trải nghiệm không em? Trải nghiệm không? Từ ở Long An xuống chỉ được mong muốn được nhiêu đó cả nhà. Bắt đầu kéo lên vậy đó, giờ cho cái tiền sắp nha cả nhà. Còn chắc thì Long Nguyễn thì ở đây đổ vô tọt. Cái hai người lẻ ha. Sam đâu dữ vậy? Tầm đực. Trai bắt thôi. Có 10 ngàn hả? Không, tầm đực mình bắt. Không được đó, cho anh ba mày đi. Ừ. Con Sam không? Sam không? Con Sam không? Hả? Con Sam không? Được. Ôi mực rồi. Có mực nang nè Thọ ơi. Thọ. Ôi một bọc cá luôn. Đúng rồi nha. Đúng rồi nha. Quá trời cá luôn. Đây, hai chiếc xà lan luôn đó nha. Xà lan với pha bơm luôn đây. Ồ, có một tua luôn kìa, tua nữa kìa. Ồ, mực. Hải sản Vũng Tàu nữa kìa cả nhà. Hải sản Vũng Tàu là mực bạch tuộc là hết nó nổi. Ngon quá hết nó nổi. Ngon quá, nhất rằng hết nó nổi. Dạy dữ lắm mẹ. Ồ, mực tuộc Vũng Tàu mà nấu lá me là thôi rồi. Mực rừng mực cúng quá trời Sam luôn đây. Sam cái cả nhà, sam cái bán được hơn 10.000 con. Còn sam đực này mình về mình thả. Cả nhà biết con nào sam bán có giá ý mình vậy. Hả? Ở đây dục không? Ở đây sam đực dục. Tôm cá không quá trời luôn cả nhà, tôm thẻ không à. Ôi. Đi gì đây? Mình có ngát rồi. Bạn rồi bạn bạn. Thôi ăn cá chê thôi. Ừ. Cái chê này cái chê lai á. Trời lâu lâu đúng đái, cá phi cho lắm luôn á. Cá chốt quá luôn mà thiệt mà. Làm gì? Tôm càng xanh luôn á.
tôm càng xanh luôn á, sức mặn mà kiểu như tới mưa đổ á, lâu lâu xuống có. Hết rồi hả? Đừng phút rồi người ta. Chịu đây. Rồi, bến đổ ở đâu, đi ba chèo tới. Chèo đi, chèo tới. Rồi. Chèo đi. Rồi bắt đầu xong một phút rồi nha. Mình tại mình cũng sẽ em thả từng phút một phút. Nghe mấy chiếc xà lan này. Xà lan siêu to khổng lồ nữa. Đây, em lấy ở Long An, em lấy xuống chèo xuống. Em chèo bằng chân em ba. Đạp cái chân đi trước, cái chèo sau mà. Nàng cúng luôn quá trời. Hay là cá sấu nợ. Ủa dẫn cái này xôi mực rồi. Con tôm rồi, con tôm nhảy vô. Ngay chân cầu ta đang xây rồi nha. Sát chân cầu. Rồi lại đổi tiếp rồi nha. Ô vẻ coi. Vẻ. Có gì á? Ủa tôm bự. Lý anh ba ơi. Lý rồi, có lý rồi thôi. Ủa cái gì? Tôm lấy con tảo. Đây em băng không được. Đây. Em băng không được. Ngồi nó lát khỏi băng luôn. Là một lát người nào mà lát nhiều quá là phải có hai người lội sông đu theo á. Hả? Đó. Dạ đủ quá xuống em. Xuống em đủ đồ nghề á. Quá trời cá luôn. Hồi tối nay nó cạn là chắc luôn. Cạn nhưng mà không có cạn lòng. Sát mà. Ừ. Trời luôn, Sam không à. Trong này nó im mà như chết rồi, như đây nằm cá tôm và tôm. Một cục cá luôn. Tới đâu được không cho? Tới đâu được? Ngay đầu hào, dài tí nữa. Đầu hào nào đó hả? Rồi chuẩn bị chèo nữa thôi. Thằng đó phải chèo lắm mà. Biết rồi mà. Rồi tiếp tục. Chèo đi em, lát không ngại em. Nè tài công dữ luôn rồi cả nhà. Nhà thấy cảnh ở biển đẹp luôn cả nhà. Tới luôn em ơi.
đang lại bên đây cho nhiều nè. Cái nào giờ lũi bên đâu thì đạp bên đó nhiều. Mấy cái chùa này, cá dữ lắm. Để mình có cơ hội là mình sẽ đi quay cảnh người ta bắt mấy cá trong cái lồng này nha cả nhà. Người ta gọi là đăng. Ừ, người ta gọi là đăng. Quay nữa. Là cái đăng cả nhà. Tôm cá nó vô cái đường này nè, đi theo cái đường này nè. Nó đi theo đường này bắt đầu nước lớn thì nó đi theo nước băng. Nó thả theo nước nó vô đường kia, nước dòng thì bắt đầu thả theo nước nó vô đường này. Hả? Đó. Ôi hào. Thỏ, chặt cái cây thỏ. Cái này đục nấu cháo làm. Ừ. Như nhỏ nhỏ cái cây luôn thỏ. Không, nhưng mà anh này còn nhỏ, ở đâu bữa qua anh thấy ở đâu ta? Đâu bự lắm. Thôi. Nhỏ cây luôn em. Không cái đó thấy người ta đâu có la đâu. Nhỏ đi mình về mình đục. Cái này ta bỏ rồi. Nhỏ gì mình về mình đút nguyên cái chùm đó vô mình nướng luôn. Ngon lắm á. Về anh đốt nguyên đống lửa trà bá bỏ anh nướng thiệt mà rồi xong cái nó tự nó nổ lắc tắt ra cái chỗ nào cái mình cười quan trọng có cầm lên nổi không. Nên mình nói sớm đem ra cái dao chặt cái cây luôn nè, tiếp tục kéo tiếp nữa nè. Mày kéo bên đâu bên đó anh đây như nãy hả? Quay cái dế người ta nha. Quay nha. Hào, sâu hào. Quá đã luôn. Quá trời cái heo luôn. Mấy qua ăn. Để cái cây có cái mũi đưa lên. Tối quá. Cá cú sú nữa hả? Sú rồi cả nhà ơi. Bự mà. Đào tả luôn. Nhảy nhảy. Ôi, ngon nha. Oh my god. Oh. Anh ba thấy ghê không anh ba? Em mới giục hai mấy sao nó mà lò qua tới đây vô lòng. Ghê không? Nó tin thiệt đó mày. Đẹp anh ba mày nhẹ dạ lắm. Thôi ai dám dụ anh. Ù xuống nữa. Ồ, còn ly cái số này số bự không cả nhà ơi. Hả? Nghe không? À, xuống nha anh ba. Ô nó nhảy xong nè. Ô con bự, con số bự không có nhảy. Dài lắm, số nó dài lắm. Dài. Nặng chanh vô cái không. Ôi. Ừ. Chua hả? Ôi cúng nè. Hai ba con cúng luôn. Một ngàn quá trời. Hử? Cái heo mực nang. Ôi mực nang thôi. Mực nang nhỏ nhỏ. Không bự đâu không về đâu, nhỏ nhỏ mới ngon thiệt. Bự nó quán á. Mần gì cái đó mà thằng mực tươi này để gì mình luộc cái mần gì. Con cua nữa cả nhà ơi. Nãy nói con cua này nó tiêu lắc gì nó mất nó chửi em nữa. Ờ, bên quá con. Giang sao giữ được hai cua nha. Ok ok. Ba lắc. Tao giữ tao dẫn nó về tới nhà luôn á. Cái viên.
chứ gì nữa. Không thoải mái, ngồi anh hai giờ không chiếm nguyên. Thì tao ngồi, mình thấy tao ngồi có một mé không, mày muốn ngồi. Tôi sợ anh không. Quá trời luôn. Tính con mé lại không là được chết. Ngựa với tao ngồi một bên nó cũng chửi tao thấy không cậu. Mày thấy không? Lý á. Cụ không có nhặt.